Đài Loan hơi nhức cái khó nha. Lấy trong tay hình chính xác. Nhớ hô là pháo nó bắn vào đầu rồi, chỉ dùng hết cánh nó tóc. 12 phút thì rồi. Nhiều hơn năm ngoái mà năm ngoái xong năm nữa. Hỏi nó không hỏi sao mà còn hơn nữa.